Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 8, các đội thi thuộc cụm số 3 đã hoàn thành vòng thi cụm của cuộc thi học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Cụm số 3 gồm 15 đội thi đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Thông qua các phần thi, chào hỏi, thuyết trình và trả lời câu hỏi, các đội thi đã có dịp ôn lại nội dung, ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn cảnh ra đời di chúc, cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết thúc ngày thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cụm số 3 cho các đội thi đến từ Đảng bộ trường Đại học Hồng Đức. Đội đoạt giải nhất và hai đội đoạt giải nhì của cụm thi số 3 sẽ cùng lọt vào vòng chung kết cuộc thi dự kiến tổ chức vào ngày 27 tháng 8 năm 2024. Cuộc thi học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024, được đông đảo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối hưởng ứng, tích cực tham gia, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.